Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh hôm qua tổ chức lễ đón tiếp 210 quân nhân xuất ngũ từ các đơn vị sư đoàn 377 quân chủng phòng không không quân, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và tiểu đoàn 180 quân khu 7 trở về địa phương. Sau 24 tháng phục vụ trong quân ngũ, các thanh niên đã trở thành những chiến sĩ được học tập rèn luyện trong môi trường quân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Ngày tháng rèn luyện trên thao trường với những khó khăn, vất vả, nhưng với lòng quyết tâm, xung kích của tuổi trẻ, những thanh niên thành phố Long Khánh đã phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ và nay đã trở về địa phương. Đối với các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Long Khánh phối hợp các trường nghề, các công ty trong và ngoài thành phố tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ nhiều ngành nghề phù hợp đối với quân nhân xuất ngũ để giúp các quân nhân có nghề nghiệp ổn định, phát triển tương lai và làm tốt các chế độ chính sách ưu đãi theo quy định.